Rồi hôm nay chính xin chào tất cả các bạn có niềm đam mê âm nhạc về guitar nha các bạn, guitar tăng nhạc. Thì hôm nay mình muốn là nói với các bạn thì học về vấn đề mà guitar này, thì coi nó khó, nó có cái điểm nào khó, chứ là không phải là học guitar là dễ đâu nha mấy bạn. Có nhiều bạn nói là học đàn guitar này nó rất là dễ. Thì bây giờ mình cũng muốn nói với mấy bạn thì chính ở đây là thật lắm. Có sao nói vậy? Thì chính cứ đem chính ra nè. Hồi lúc mà từ đầu tiên mà chính biết đàn là nó như thế nào nha mấy bạn. Thì mấy bạn thấy cái khó của nó khi mà mình cầm cái đàn guitar nè mấy bạn, là mình chơi á. Thì lúc đầu á mấy bạn học vô đầu là mấy bạn học cái gì? Là học bấm đúng không? Thì mấy bạn học bấm có kêu không? Thấy chưa? Thí dụ vô đầu là bấm nè, mà bấm mấy bạn biết không, nó đau tay nữa, nó đau tay. Mà cái khi á, cái giai đoạn một mà bạn bấm được, khi bạn bấm được là nó đã là một cái khó rồi. Khi mà bạn bấm cái này là gọi là mới vô là mình chỉ bấm những cái gam thả rồi mấy bạn. Thấy không? Đấy, những gam thả, ví dụ như la thứ ở đây, rê thứ, đô trưởng, mi thứ, mi bảy nó đã khó rồi đó nha mấy bạn, thấy không? Rồi thí dụ như la bảy, rê trưởng, là mình không nói về những cái hợp âm trận nha mấy bạn. Thí dụ như mấy hợp âm trận thì là ví dụ như là pha hay là son, hả mấy bạn? Thì những cái hợp âm trận đó, khi mà mình bấm được nó cũng đã là cả một cái quá trình các bạn phải tập luyện, là không thể nào mà 1-2 tháng mà các bạn bấm được đâu đó. Bởi vậy thì chính học chính có làm sao chính nói vậy, thì chính hỏi các bạn coi chính nói có đúng không. Mình dạy đàn, chính thì chính dạy đàn, thì mình chính nói cái thời gian học 1-2 năm các bạn nghe các bạn nản không, phải có thời gian tập luyện đó. Nhưng mà điều chính thật ở đây là có sao chính nói vậy, thì khi các bạn mà các bạn tập đã đờn được, các bạn bấm hộp gà hộp âm được ha, các bạn chuyển được thì hộp âm thả, bắt đầu tới hộp âm chậm là các bạn thấy là nó rất là khó rồi đó. Thí dụ như bây giờ chính nói một cái đơn giản, bây giờ mình đánh la thứ mà chậm nè mấy bạn, bạn qua son bạn qua pha là bạn thấy rồi, trời ơi, ở đây mình đã từng dạy học trò chưa biết đàn mấy bạn, trời ơi, bấm nó rất là khó mấy bạn ơi, mà bấm thấy tội lắm mấy bạn, bấm rất là cực. Thì chính phải nói mình muốn chơi cho được thì mình phải tập ha mấy bạn, còn không ấy thì mình cứ chơi học âm thả. Bây giờ bạn muốn đờn 1000 bài hay là cái gì cũng được, đó là cái chính nói là cái cách mà khi mà khó đó là mình từ đầu tiên là mình tập đàn. Và khi mà các bạn tập một thời gian rồi đó, nó khoảng là 6 tháng hoặc 1 năm gì đó, thì lúc đó thì bạn cũng chưa có chuyển được đâu đó, bắt đầu nó qua cái thời gian chuyển đấy nha mấy bạn, là chuyển hợp âm đó mấy bạn. Ví dụ như bây giờ mình đang đờn la, mình qua đô, mình qua son, rồi mình muốn đi xuống đô này, mình đi qua mi này ha mấy bạn, mình đi đô này, đô dưới này, thấy chưa mấy bạn? Đó mình những cái hợp âm mà mình bấm, như mình bấm rê thứ nè, mi thứ nè, đô thứ nè, đô trưởng nè, thấy không mấy bạn? Thì mình đã như vậy là mình tập mệt lắm mấy bạn, không phải là dễ bấm đâu. Cái khi mà mình chưa biết đàn rồi, lúc mà mấy bạn biết đàn rồi á, khi mà các bạn chuyển rồi á, chuyển được rồi, bắt đầu là nó vượt qua cái đầu tiên là khó là về bấm. Khi mà các bạn đã chơi được rồi, chuyển được rồi, chuyển được hợp âm rồi, các bạn biết hết tất cả hợp âm rồi, cái khó thứ hai là mấy bạn biết cái khó gì không? Khó thứ hai ở đây là cái khó xử lý cái người ca. Cái khi mà bạn học đờn thì bạn đờn như vậy đó, bạn đờn bạn biết hết tất cả hợp âm, và khi mà bạn nghe người ta ca, bạn nghe người ta ca thì bắt đầu lúc đó bạn mới chuyển hợp âm đó. Đó, cái tay này mới là cái khó đó. Nhiều khi bây giờ mấy bạn đợt được mà mấy bạn cứ hỏi chính hoài,
Tại sao mà tôi đợn được vậy rồi mà tôi không không xử lý không chuyển được, thì cái đó là các bạn chẳng qua là không có người hướng dẫn đó. Thì bởi vậy á, các bạn tới chính các bạn học là học cái đó đó, đó là để mình khi mà mình chuyển hợp âm. Không lẽ bây giờ bạn biết nhạc lý bạn cứ dòm vô cái hợp âm mỗi bài thì bạn phải bật cái điện thoại lên, bạn phải dòm vô trong hợp âm đó sao, rồi lỡ mà nó trục chặt cái này kia nó rớt mạng thì làm sao mà bạn hoàn thành cái bài hát đó được. Mình nói đúng không mấy bạn? Thì cái này mình chơi về cái mình chuyển hợp âm, và các bạn đúng ra là các bạn phải thuộc nhiều bài hát đó, là bài hát đó mình thuộc rồi mình mới nhớ, rồi khi nào mà cái đó thí dụ nó qua cái gì, nó chuyển qua cái gì. Ví dụ như bây giờ mình nói mấy bạn thì mình phải xử lý một khúc để cho mấy bạn nghe. Ví dụ như bây giờ các bạn đừng nói xa nhau cho tâm hồn đau khổ, thì các bạn biết mình biết cái chữ khổ nó qua cái gì thì các bạn mới chuyển hợp âm được. Còn nếu không, các bạn không biết thì các bạn phải dồn vô nhạc lý. Mà các bạn dồn vô cái hợp âm của nhạc lý á thì lỡ nó có trục trặc rồi sao, rồi sao các bạn chuyển, mà trong khi người ta đang ca ví dụ như nó rớt mạng nửa chừng rồi sao. Mình nói đúng không các bạn? Thì đó là bởi vậy là các bạn phải biết được, phải biết và thuộc càng nhiều càng tốt mấy bạn. Một khi mình đã có đam mê với nó rồi, các bạn chơi mà các bạn đã đam mê với cái đờn rồi thì mình phải chơi cho nó hết. Cái thứ nhất á, thì học biết thì từ từ, không biết thì mình phải tập. Chứ có ai mà mới đầu tiên mà cầm cái đờn lên biết đờn đó mấy bạn, thì mình phải tập chứ. Mình nói đúng không mấy bạn? Thì ở đây chính có làm sao, chính nói vậy chính để chia sẻ là cho các bạn đó về cái vấn đề mà quá trình mà tự khi mình đờn khó nhất. Ở đây khó nhất là khi bạn đã hoàn thành rồi đó, cái đó nó mới là cái khó. Thì bạn phải trao dồi là mỗi ngày mình phải tiếp xúc với cái người đó, người ta ca hoài vậy đó, ca hoài để bạn chuyển. Mỗi bài nó mỗi khác bạn, chứ bây giờ không lẽ bạn có 4 gam bạn quýnh hoài sao, đúng không? Mỗi bài nó mỗi khác chứ. Giờ các bạn chơi thì các bạn phải tập rồi luyện rồi biến tấu rồi cái cách chuyển hợp âm nó như thế nào nữa các bạn. Chưa nói về vấn đề mà các bạn vừa chơi mà các bạn đệm nữa nha. Vừa đệm solo rồi đi nào là đi chữ lót đồ này kia nữa. Cũng cả một quá trình đó mấy bạn. Thì hôm nay chính nói như vậy đó. Thì các bạn có ý nếu mà có thời gian nha. Có thời gian, có điều kiện thì muốn mà cho mình nâng cấp lẹ. Ở đây là chính nói thật mà nói thẳng. Thì đó, các bạn muốn mà học mà để cho nó nhanh một chút thì các bạn cứ có thời gian rồi thì đó, bỏ một chút thời gian gì ra đó thì ghé chính đó, ghé chính để mình làm một khóa gì đó. Làm trong khi á, nếu mà bạn tới đây bạn hỏi chính thì không biết gì nhạc lý nha mấy bạn, nhưng mà nếu mà nói về kiến thức thì gì chính biết nhiều. Thì cũng không phải là chính tự nói là mình giỏi mình gì đâu, thì chính cũng học qua mấy người đi trước thôi. Cũng có nhiều khi mấy bạn là chính cứ nói câu nói này hoài, nhiều khi mấy bạn nói đúng thì mình nghe thôi. Nói ví dụ mấy bạn nói cái đó ví dụ như là chính nghe hợp lý thì mình để mình xài. Thì đôi khi chính cũng sử dụng vậy, chứ không phải là riêng một mình chính mà tính chính tự tạo ra đâu mấy bạn.